Sáng ngày 28 tháng 8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 8 năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Phạm Hoài Nam tham dự còn có thủ trưởng tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo tại hội nghị cho biết trong tháng 8 năm 2023 toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, tham gia diễn tập ASEAN về ứng phó khẩn cấp thiên tai năm 2023 tại Indonesia chặt chẽ, an toàn, kịp thời điều động lực lượng phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc và cháy rừng ở miền Trung Tây Nguyên, tăng cường kiểm tra chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của toàn quân, tổ chức chặt chẽ các hoạt động kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả đạt được của toàn quân trong tháng 8 năm 2023. Ngay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân phải nâng cao cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên cả nước. Cùng với đó, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chủ động phòng chống thiên tai dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập hội thi hội thao các cấp, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động của toàn quân. Chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin định hướng dư luận, triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8, bảo đảm an toàn trọng thị